Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Phạm và ngày hôm nay trong cái video clip này thì mình sẽ đứng với cái vai trò là admin của group Thần Kinh Dài. Cái group mà mình đã theo từ rất là lâu, từ cái ngày đầu tiên mà nó có tới bây giờ. Thì mấy ngày hôm nay nếu như các bạn có thể theo dõi thì cái vấn đề xảy ra xung quanh cái đội Agent South Slam Dunk á, giữa Trần Anh Huy, người bán, giữa hai cậu học sinh nào đó là người mua, rồi cuối cùng là người liệt trí check là Quang Trương. Thì cái vấn đề đó bây giờ nó đi tùm lum hết rồi. Mà theo mình thấy thì cái vấn đề này á, nó là vấn đề phức tạp, nó không phải là của riêng ai nữa, mà nó bây giờ nó đã là vấn đề của cả cộng đồng rồi. Thì đứng trên quan điểm của mình á, là một cái người admin, một cái người theo group này rất là lâu như mình đã nói á, thì mình sẽ chia sẻ ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là vấn đề cho những người trong cuộc là Trần Anh Huy và Quang Trương, là hai vấn đề nổi cộm nhất. Cái vấn đề thứ hai á, là mình muốn chia sẻ câu chuyện của riêng mình á. Còn cái vấn đề thứ ba là mình muốn chia sẻ tới một điều thôi, duy nhất tới cái cộng đồng mà mình đã follow từ rất là lâu. Cái vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ là muốn chia sẻ tới những người trong cuộc, đó là Trần Anh Huy và Quang Trương. Chúng ta không có xa lạ gì nhau hết trơn á. Trần Anh Huy mình biết từ ngày đầu, từ Thần Kinh Dài còn ít người. Chúng ta đã từng chơi bún rổ chung, Quang Trương thì cũng biết luôn. Chúng ta đã từng ngủ uống cà phê nói chuyện dị dạng như thế nào. Nói chung á, là chúng ta không có xa lạ gì nhau. Chúng ta biết nhau, có thể là không biết hết, nhưng mà những câu chuyện diễn ra trong cái cộng đồng này chúng ta đều có biết. Thì mình thấy là cái vấn đề của hai bạn bây giờ đây á, nó không còn là vấn đề của hai bạn nữa. Nó còn là vấn đề của dư luận, của xã hội, rồi của điều tiếng tất cả các cái. Mình cảm thấy là câu chuyện này nó đi tới một cái vấn đề, đi tới hiện tại, thời điểm hiện tại này nè, nó lan man, nó tùm lum hết. Và mình thấy nó không có cái điểm dừng hết. Mà cho dù nó có cái điểm dừng á, thì nó cũng mang tới nhiều cái đau thương và mất mát. Bởi biết tại sao mình nói mang tới nhiều đau thương và mất mát không? Tại vì từ đầu nó chỉ là một cái đôi giày fake hay là real gì đó, chúng ta chưa tìm ra được đúng hay sai. Nhưng mà bây giờ các bạn đi tới cái thời điểm mà các bạn đem cái sự nghiệp, đem cái việc nuôi sống bản thân mình và gia đình mình đem đi ra cá cược. Bạn, hai bạn đều là, theo mình thấy hai bạn đều là những người rất là thích cái giày và rất có thể là rất là đam mê cái nền văn hóa này. Các bạn cũng bán giày để nuôi bản thân mình, hay là nếu mà bán tốt thì có thể nuôi được cả gia đình mình. Vậy mà bây giờ đây, chỉ vì một đôi giày fake hay real gì đó, đúng sai chưa biết, mà các bạn đem cái sự nghiệp của mình để ra cá cược những cái chuyện đó. Ở trên đời này á, không có cái gì tuyệt vời bằng cái việc mà bạn làm cái công việc từ cái đam mê của bạn mà bạn có thể kiếm được tiền, nuôi bản thân mình, nuôi gia đình mình, và ở một mức độ đó có thể đem làm cái xã hội tốt đẹp hơn. Cái điều đó nó tuyệt vời lắm. Biết bao nhiêu học sinh sinh viên ngoài kia, họ học đại học cả đời này nọ, các cái này nọ, không tìm được công việc mình muốn làm từ cái đam mê của mình. Trong khi hai bạn đang làm cái việc mà mình từ đam mê của mình có thể kiếm sống được. Vậy mà bây giờ đây, chỉ vì một cái vấn đề gì đó đúng sai chưa rõ, đem cái đó ra cá cược, đem cái sự nghiệp đó ra cá cược, còn đem cả một đống tiền nữa, 100 triệu hay gì đó, là 100 triệu có thể là ít hay nhiều, không có biết. Đối với mỗi người nó khác nhau, nhưng mà 100 triệu có thể làm rất là nhiều việc. Biết bao nhiêu người ngoài kia với một số tiền đó là có thể làm công việc gì đó có giúp ích cho xã hội. Các bạn đem cái số tiền đó ra cá cược, mất tiền có thể kiếm lại được, uy tín danh dự gì đó vẫn có thể kiếm lại được, nhưng mà bạn bỏ luôn cái sự nghiệp của mình. Cái khó nhất trong cuộc đời con người là tìm được cái sự nghiệp từ cái đam mê của mình. Các bạn bỏ luôn cái đó, mình thấy không có hay. Mà mình khuyên các bạn là bây giờ bỏ qua điều tiếng của dư luận đi, bỏ qua hết tất cả những vấn đề kia đi, ngồi thử suy nghĩ coi cái vấn đề đó, cái vấn đề mà sự nghiệp của bạn như thế nào. Hay đơn giản chỉ vì một sự tranh cãi đó ì xèo trên mạng, bạn bỏ luôn sự nghiệp của mình. Thì cái đó là vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ với Trần Anh Huy và Quang Trương. Rồi, đó là cái vấn đề đầu tiên. Còn cái vấn đề thứ hai á, mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người á, đó là cái câu chuyện của riêng mình. Mình đã ở trong cái nền văn hóa này lâu, mình có bán giày và đó là cái công việc mà mình yêu thích. Thành ra mình có một hai câu chuyện mình muốn chia sẻ tới các bạn để mình rút ra từ những cái bài học kinh nghiệm. Thì mình cửa hàng mình bán giày, và trong một lần tình cờ mình bán một đôi giày fake cho khách hàng, đó là đôi Air Jordan 6 Carmine. Thì nó cũng có nhiều cái vấn đề xoay quanh cái việc đó, là do cửa hàng mình chưa có hoàn thiện cái quy trình ký gửi, khách vừa ký gửi tới thì người khách tới kia mua, nó cũng là một cái việc tình cờ. Và khi tụi mình phát hiện ra vấn đề đó, tụi mình rất là buồn. Và tụi mình cảm thấy đó là khổ tâm về cái vấn đề đó. Vì mình muốn bán cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất, mà sản phẩm fake là không phải là sản phẩm không tốt, mà mình luôn nói không với fake. Thì thành ra là khi mà mình phát hiện ra vấn đề đó, mình ngồi xuống mình xử lý và mình đã tìm được cái vấn đề là mình phải sửa sai chỗ nào. Thì khi cái lần đó cái bạn nó tới, bạn nó tên là Kim, thì bà Kim tới rất là dịu dàng và rất là thoải mái với tụi mình, nói là anh ơi, em lỡ mua cái đôi giày này của bên anh, nhưng mà sao check ra là nó là fake thì không biết là bên anh coi thì sao. Thì tụi mình vừa nghe câu đó thôi là điếng hồn liền, tụi mình ngồi xuống xử lý liền, là gọi là Kim lên liền để nói là check liền. Mà mình cầm trên tay đôi giày lần đầu tiên mình biết fake rồi, thì rõ ràng là đó là cái sai của mình. Nhưng mà
Cái điều quan trọng là gì nè, khi mình biết mình sai cái chỗ nào mà cái người khác chỉ giúp mình cái sai chỗ đó, đó là một cái điều rất là đáng mừng. Tại vì rõ ràng khi mình làm cái vấn đề gì á, đúng hay sai, chắc chắn khi mà làm sẽ có đúng, sẽ có sai. Quan trọng là khi sai, người ta chỉ ra cho mình, người ta giúp mình sửa được. Mà mình từ cái sai đó mình học tập, mình thay đổi mỗi ngày, mình hoàn thiện cái quy trình đó để mình làm đúng hơn. Và sau đó thì tụi mình cũng cảm thấy là có lỗi, rất là có lỗi với Kim. Thành ra là thay đổi liền cho khách và tìm cho Kim một đôi giày mới và làm tất cả mọi thứ để Kim có hài lòng. Thì tới bây giờ Kim vẫn là người bạn của Chillax và vẫn tới chơi nếu mà có cơ hội. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai á, thì nó không được mượt mà như câu chuyện thứ nhất. Thì tụi mình bán một đôi giày Air Jordan 11 Red cho một khách hàng tên là Bảo Hiếu. Thì bẵng đi một thời gian, qua một năm trời thì Bảo Hiếu tới nói với tụi mình là đôi giày này là fake. Nhưng mà trước khi tới nói với tụi mình á, là thái độ không có được giống như Kim. Kim là liên lạc tới nói rồi ngồi xuống ăn cái bánh bao, uống ly trà rồi nói chuyện. Còn Bảo Hiếu tới trong một cái thái độ mà nó rất giống như cái tình trạng hiện giờ là fake, là đánh giá như là quan chương đánh giá hay gì đó, là đem giấy lên cộng đồng mạng là ở G-Lab bán fake, mình tới G-Lab mình đồ ngốc Bảo Hiếu gì cái gì đó, mình vẫn còn lưu ở trên Facebook của mình. Tức là tới chưa có nói chuyện gì với nhau hết mà đã làm lung tung mọi chuyện cộng đồng. Lúc đó tụi mình cũng rất là buồn, rất là nóng giận. Thật ra là phải dùng từ là nóng giận luôn. Tụi mình cũng có liên hệ với lại Bảo Hiếu ngay lập tức để lấy lại đôi giày. Tại mình biết là khách hàng mà complain, khách hàng mà than phiền là mình phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng mà cái vấn đề là ở cái trường hợp của Kim, tụi mình làm rất là dễ dàng. Tụi mình rất là thấy rất là vui về mình, người ta chỉ được cái sai của mình sửa. Còn vấn đề có đôi Jordan 11 á, thì nhiều khi mình thấy là cái uy tín và cái danh dự mình đang cố gắng làm cái điều đúng á, nhưng mà bị người khác người ta soi mói, người ta nói cái này cái kia. Thành tụi mình cũng buồn, thầy đã cũng suy nghĩ. Xong rồi tụi mình đem đôi giày đó về, tìm tất cả mọi cách để check đôi giày, liên hệ với cả xưởng làm cái này luôn. Tại mình có người bạn là người Đài Loan làm trong xưởng Nam Kỳ. Thì check ra thì đôi giày nó không có fake. Xong tụi mình mới liên lạc với Bảo Hiếu, nhưng mà không có được nhận được câu trả lời nào. Sau khi bạn thốt lên những lời lẽ trong cộng đồng này nọ, bạn kêu gọi mọi người chia sẻ này nọ, tức là cái bạn hạ nhục hay là nói về uy tín người khác, xong rồi bạn im, bạn lặng mất luôn, xong bạn xóa post là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì tụi mình nghĩ trong đầu là mình phải làm cái chuyện này ra lẽ, mình phải làm lớn cái chuyện này lên. Tụi mình quá liên hệ luật sư, tụi mình cũng kiếm thám tử để tìm địa chỉ nhà này nọ, cái cũng muốn làm ra lẽ chuyện này luôn. Nhưng mà trong một cái dịp tình cờ thì tụi mình nghĩ lại là làm vậy có giúp ích được gì cho mình hay không, làm vậy thì có mất thời gian hay không. Người ta nói khi mà nặng đầu, nặng lòng những cái vấn đề đó mình chẳng thể nào làm được cái chuyện gì hay ho hết trơn. Vậy cái xong trong tim mình có mấy người mới nói là nhưng mà bỏ qua chuyện này thì chẳng khác nào mình đồng hành với cái chuyện là mình bán giày fake, hay là uy tín danh dự của mình nó sẽ bị thiệt hại như thế nào. Mình cố gắng mình xây dựng cái uy tín của mình thì chỉ cần một người nào đó nói là mình không có theo, cái là mình thua cuộc, mình chấp nhận là mình bán fake. Thì sau đó tụi mình đã suy nghĩ nhiều. Và tới cái thời điểm hiện tại, qua cái câu chuyện của Quang Chương với lại Trần Anh Huy, tụi mình rút ra cái kinh nghiệm là có thể là uy tín của bạn nó xuất phát từ cái sản phẩm của bạn, từ cái dịch vụ của bạn. Nhưng mà ngoài ra nó còn tới từ cái này nè, rồi tới từ cái thái độ của bạn, cái cách cư xử của bạn khi có chuyện gì đó không hay xảy ra. Kim là một ví dụ, Kim đúng, tụi tôi sai. Kim cho tụi tôi biết là em đúng, tụi anh sai thì anh sửa lại đi. Kim giúp tụi mình. Còn trong vấn đề này, mình thấy mình không có lỗi. Nhưng mà không có nghĩa là khi mình không có lỗi á, mình có quyền sát phạt người khác. Mình có quyền nói xấu người này, có nói xấu người kia. Quan trọng là vậy nè. Sai á, thì sửa lại cho đúng. Đúng á, thì tiếp tục làm đúng. Và nếu được á, thì giúp người sai sửa sai. Nó như vậy thôi. Đừng làm mọi thứ đi xa quá. Thì cuối cùng tụi mình quyết định là buông xuống cái chuyện đó. Ai cũng biết câu chuyện mà cầm cục vàng trên tay mà cầm một phút thì không sao, nhưng mà cầm 10 tiếng thì nó sẽ có vấn đề. Buông xuống là khỏe liền. Quan trọng á là buổi tối đó về bạn đắp mền, bạn suy nghĩ trước khi ngủ mà mình có làm chuyện gì trái với lương tâm mình hay không. Nếu không thì đi ngủ. Còn nếu mà mình cảm thấy có cái chuyện gì đó nó trái với lương tâm của mình, nó trái với cái hành vi đạo đức của mình thì mở mền ra, đi suy nghĩ, đi kiếm cho mình sai chỗ nào rồi sửa lại cái chỗ đó. Như vậy là được. Uy tín và danh dự của mình là bằng những việc mình hành động, mình làm mỗi ngày, chứ không phải là uy tín danh dự của mình là cách người khác nói về mình. Với lại qua những cái câu chuyện đó, qua những cái trải nghiệm có trong cuộc sống của mình thì mình cũng rút ra được một cái bài học lớn trong cuộc sống, đó là quy luật nhân quả. Bạn gieo nhân nào thì bạn gặp quả đó thôi. Có thể gieo nhân tốt quả nó không tới liền đâu, nó lâu lắm. Nhưng mà gieo nhân xấu quả xấu nó tới nhanh lắm.
Thế mình biết thì đó dài là Trần Anh Huy chính là người check ra nó là fake. Mà bây giờ thì cái vấn đề như thế nào thì các bạn có thể thấy rồi đó. Còn thêm một cái nữa là những cái vấn đề về những người khác trong cộng đồng mạng, những người chưa bao giờ dính vô câu chuyện này, chưa biết thực hư, chưa biết bức tranh toàn cảnh là như thế nào, đừng có đánh giá bất kỳ thứ gì hết. Người ta làm đúng, người ta làm sai. Nếu như bạn chưa thực sự rõ vấn đề, đừng bao giờ mở miệng đánh giá hết. Bởi vì chuyện người khác làm sai hay làm đúng là chuyện của họ, nhưng mà chuyện bạn làm đúng làm sai là chuyện của bạn và là nhân quả của bạn luôn. Thì qua hai cái vấn đề mà mình vừa chia sẻ ở trên á, thì đứng trên góc nhìn của mình, những cái trải nghiệm cuộc sống của mình á, thì mình có một cái giải pháp dành cho cái vấn đề hiện tại giữa Trần Anh Huy và Hoàng Chương á. Thì lịch sử đã ghi lại là không có bất kỳ một cuộc chiến mà một mất một còn nào mà nó không đem tới nhiều đau thương và mất mát á. Thành ra là mình nghĩ là hai người chỉ nên dừng lại ở vấn đề là làm rõ sự việc, đúng là đôi nào đúng, sai là đôi nào sai, ai là người đúng, ai là người sai. Người sai thì phải xin lỗi để làm lại từ đầu, còn người đúng thì cứ tiếp tục làm cái điều mà đúng đắn đối với bản thân mình và chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu mà bạn coi Civil War đó, thì team Captain với lại team Iron Man đánh nhau banh xác cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ để vấn đề đúng hay sai thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình chưa cần đánh, nhưng mình có thể làm cái gì đó để chỉ ra vấn đề đúng sai mà không có tốn kém về mặt tiền bạc, về mặt uy tín, về danh dự và cả sự nghiệp của một ai đó nữa, thì mình nên dừng lại vấn đề ở đây là được rồi. Ngồi xuống, ăn cái bánh bao, uống cái ly trà, phân tích như thế nào đó cho nó lý lẽ vừa phải, rồi làm rõ vấn đề, rồi ngưng ở đó thôi. Vậy là được rồi. Và để cái việc này nó trở thành hiện thực á, thì cái vấn đề thứ ba là mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn ở trong cộng đồng. Mình không biết các bạn là ai hết, bởi vì các bạn nhiều lắm. Nhưng mà nếu các bạn có quan tâm tới vấn đề này thì rõ ràng là bạn cũng thuộc cái nền văn hóa sát mặt đất này. Thì tôi khuyên các bạn là nếu như mình không thể giúp được gì hết thì đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Đừng có làm cho cái sự việc nó trở thành một cái vấn đề là cuộc chiến một mất một còn nữa. Đừng có biến cái nền văn hóa này trở thành một cái chiến trường để một ai đó phải chết, để một ai đó phải không còn tồn tại được trong xã hội này nữa. Đừng có làm những cái điều đó, điều đó thất đức lắm. Đừng có biến cái cuộc mà chiến mà để mà fake real này á, nó trở thành một vết nhơ trong nền văn hóa của Việt Nam, nó vết nhơ của nền văn hóa sát mặt đất. Dừng lại đi, hãy kêu gọi mọi người á, là chỉ cần ngồi xuống nói với nhau thôi, fake hay real gì đó, rồi chia sẻ cái kiến thức này cho cộng đồng, để mọi người hiểu là có sai thì sửa, đúng thì tiếp tục làm cho nó tốt. Dừng lại ở đó là được rồi. Đừng có lôi vô tiền bạc, rồi danh dự uy tín, rồi bỏ luôn cả sự nghiệp, rồi làm nhơ nhục cái cộng đồng này. Ngưng lại đi. Đôi giày á, nó chỉ là đôi giày thôi. Đừng biến nó trở thành một gánh nặng của cuộc sống. Trên đó là ba cái vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là những suy nghĩ, những cảm xúc của mình và cái cách mà mình đề nghị để giải quyết vấn đề cho nó êm đẹp. Thì mình mong là tất cả mọi người ở trong cộng đồng, mình là cộng đồng, mình có chung niềm đam mê, thì mình hãy giúp nhau để vấn đề được sáng tỏ và hãy làm cho cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, chứ đừng cho làm cái cuộc sống của nhau tệ bạc hơn rồi tất cả các thứ. Đôi giày nó chỉ là đôi giày thôi. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp mới là vấn đề quan trọng. Vậy nha mấy bạn, cố gắng kiếm chỗ nào đó, tìm cái bánh bao ngon ngon xíu, ly trà ngon ngon xíu, mình uống rồi mình giải quyết rồi thôi. Mình sẽ hỗ trợ tất cả những việc như là xin lỗi ở cộng đồng này, mình sẽ ủng hộ tất cả mọi người làm cái chuyện là sai thì sửa, đúng thì tiếp tục làm đúng, đúng giúp sai để sửa,